đường ở trên Kim Sơn các bác ơi, đường ở trong cái vành đai trường bắn quốc gia TB1 huyện Lục Ngạn, hai bên bờ là hoa trắng. Con em lên trên này gọi là trường bắn quốc gia TB1 các bác ạ, đưa trẻ con đi chơi ra ngắm thiên nhiên cũng như lên đấy tắm suối những gà trên này nhé, tắm sông luôn đó, đây rất là mênh mông luôn các bác ạ, mời các bác ngắm quê em nhé. Chỗ này khu này thì rất là yên bình vì khu bên này là trường bắn quốc gia TB1 đấy. Bờ sông luôn các bác ạ. Đây là cái kè sông này. Thì trên kia là cái đập kìa. Còn lùng quanh thì chỉ là có hoa trắng thôi. Nướng gà đây và xuống sông tắm nhé. Để phía bên kia sông nước chảy rất to. Con ơi sang đây. Không ra đấy. Sang đây. Và sẽ ra đi khám phá cái khu bờ đập bờ kè khu này. Nói chung là nước gọi là mênh mông luôn các bác ạ. Ở đây thì suối gọi là sông suối là tương đối sạch nhé. Này. Lát sẽ lấy củi lên đây để tắm ở đây nhé. Ấy có cá to lắm. Đây nước suối, nước sông đây. Trong lắm. Cũng có cá này. Đấy. Đấy, ui cá to lắm, cá này, cá sông này, đây con cá sông kìa, đó rất nhiều cá luôn, đây con cá đây, đó, đấy bắt cá đi. Ủa, sườn lắm các bạn. Cái bờ sông phía bên này này. Phía bên này có cái bờ kè nữa nhé. Đi sang đây. Bắt ốc đi rồi lát luộc ốc. Đây cá này. Bắt ốc xem nào, bắt ốc ở đây đi nhá. Đây không biết có cua đá không. Nắng quá. Trên này nó không có bóng râm các bác ạ. Lát không ấy thì vào chỗ trong này, trong cái bụi cây này nướng đồ cũng được. Bờ kè trước đây, bờ kè đây. Thank you.
quá nhé. Nước thì rất trong luôn. Nhưng mà dọc đường những cây nó nở trắng trắng này rất nhiều luôn nhé. Nhiều lắm. Trời nó đang oi cơn mưa, nó lại chuẩn bị này. Nó oi cơn mưa nên nó rất là nóng và nắng luôn. Đấy, cơn mưa kia, nó sấm ùm ùm rồi. Khả năng là phải ra về thôi. Đây, cái đài quan sát của trường bắn quốc gia TB1 kia. Đó, nhìn hơi xa, hơi mờ mờ nhưng mà rất là cao. Đấy rồi. Dự là tắm sông với cả những gà đây nhưng mà vừa nắng này cái thịt nắng ra là đang oi cơn mưa cả. Đó nên là khả năng là thay đổi kế hoạch đó, tìm địa điểm khác đó. Đây mấy hôm nọ cơn lũ nó to, nó rác nó cuốn về trước cửa cái miệng cống này nhiều không. Nói chung củi ở đây nướng gà thì thoải mái, nướng gà nướng thịt thì thoải mái. Sông rất là rộng, sảnh tắm nữa là ok nhưng mà trẻ con tắm tí thôi. Xong ngày lát thì sẽ khả năng di chuyển đi địa điểm khác các bác ạ. Không ở đây nữa. Mà nó đang cơn mưa kìa nữa cả. Đó, hai bên bờ thì toàn cái hoa dại ấy, hoa trắng. Trắng phao luôn, trắng tinh luôn. Cho hai thằng cu ở kia nhé, phải ra bắt ốc thôi. Ốc sông này các bác này, ốc này ăn cực ngon luôn đấy. Đây, đây gọi là ốc sông này. Đấy. Đây. Ui nó lăn này. Và đi bỏ ấy ra nhé, bỏ. À có cả cua nữa. Cua và ốc bắt luôn các bác ạ. Ui giời. Đấy, đây. Ốc đây. Làm bữa ốc sông vậy các bác ạ. Đây, toàn ốc to thôi. Đấy, đây. Thôi. Đây em phải bỏ máy ra nhé. Và sẽ có chỗ nào để nhé. Để tạm thời đây nhé. Kiểu gì chỗ này bắt được khoảng bữa rất nhiều luôn vì cái sông nó đang chảy cuộn không ở chỗ này nó yên yên vào nhỉ. Yeah, thì thế nào cũng được bữa các bác cùng em bắt ốc nhé, không tắm sông nữa mà đi bắt ốc thôi. Đấy, ốc này về ngâm sạch đi là được một bữa ngon luôn, rượu say luôn các bác ạ, mỗi con chén. Còn đây là ốc bươu vàng các bác nhé. Ốc bươu vàng này thì không ăn đâu. Ở đâu cũng có nhưng con này to, ốc bươu vàng không ăn đâu. Đấy. Đây.
Đấy. Tí được bằng này ốc này các bác này, dưới vẫn còn rất nhiều luôn nhá, vẫn còn nhiều luôn đấy, nhưng mà thôi cứ từ từ đã, để sang hai xem hai thằng cu con này nó thế nào. Đây mực nước nó sâu, hôm trước nó lũ nó đến đây này, đến đây là 2 mét này, cái cột này là 2 mét này, đó đây 1,5 mét này, đây 1 mét này, nữa cái kè tràn này nước nó sông nó mưa to là nó sâu lên, nước nó không thể đi được ấy, mình không thể đi được luôn đấy, nắng lắm. Đang hoài cơn mưa, đang sấm mưa bên kia, cơn đen kia. Khả năng là chạy thôi các bác ạ. Khả năng chuyến ra ngoại cái đấy là kết thúc rồi các bác ạ. Mấy bố mẹ con em khả năng ra về thôi. Nắng quá rồi. Thực sự là đưa trẻ con lên đây tắm sông và bắt ốc và chơi một chút thôi. Xong rồi bây giờ sẽ ra về nhé. Gọi là lâu lâu cũng phải đưa trẻ con đi khám phá với thiên nhiên một chút các bác ạ. Cứ ở nhà cái điện thoại với tivi suốt thì lên đây ngắm, cho mời các bác ngắm gọi là cái sông ở khu Kim Sơn này nhé, và bác sẽ ra về mời các bác cùng ngắm đường nhé, đường hai bên hoa trắng ngoằn ngoèo luôn các bác ạ. Đó thôi, giờ em xin ra về và chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo. Thực sự là oi cơn mưa thì nó nắng kinh khủng luôn này đấy, và đang cơn mưa đen phía kia rồi đấy, không đi nhanh là lát là mưa, là nước nó lên, nói vậy thôi chứ để mưa nó lên thì rất là lâu, 1-2 tiếng, vài tiếng mưa to. Nhưng mà thôi, ý định là nướng gà ở cái bờ sông bên kia cả, gà nướng, mang gà lên để nướng các thứ, nhưng mà thôi oi cơn mưa rồi lát lại chạy không kịp nên là quyết định kết thúc cái buổi dã ngoại không thành ở đây. Xin chào và gặp lại các bác, và mời các bác cùng ngắm cung đường về của anh bố con chúng em nhé.